Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Võ Thần Chúa Tể tập 503. Có Tư Đồ Chân những lời này, tầng trần cửa ải này xem như là hoàn toàn đi qua. Được, nếu Lăng Quân chết không liên quan gì đến ngươi, vậy liền thôi, ngươi đã đột phá Võ Hoàng, vậy hãy theo chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Ban nãy truy sát ngươi huyết sắc dị thú, là này của ngu giới có một quái vật, trong cơ thể huyết tinh, có khả năng đề thăng võ giả luyện thể tu vi. Bạch Tư Đồ Chân nhấc tay một cái, lúc trước truy sát tầng trần đầu kia huyết sắc dị thú huyết tinh, lại rơi vào tầng trần trong tay. Đầu này huyết sắc dị thú nếu là ngươi dẫn qua đây, này cái huyết tinh liền cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp dùng chân nguyên luyện hóa. Tầng trần vội vàng nói, Tư Đồ đại nhân, cái này không được đâu, dị thú dù sao cũng là đại nhân ngươi giết chết, đệ tử, không dám thừa nhận. Được, ngươi ngay cả Lăng Nghĩa cũng dám đánh, nửa bước võ hoàng tu vi liền dám xâm nhập cổ ngu giới chỗ sâu, còn có cái gì không dám, ta Tư Đồ Chân còn có thể lưu ý ngươi một cái huyết tinh hay sao? Nhận lấy tốt. Tư Đồ Chân quét Tần Trần một cái, thản nhiên nói. Tần Trần trong lòng rùng mình, liền nói ngay, vậy đệ tử liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Xem ra, này Tư Đồ Chân hẳn là đoán được một vài thứ, ít nhất. Biết Lăng Quân chết, sẽ không giống bản thân lúc trước nói đơn giản như vậy, cùng mình không có chút quan hệ nào, chẳng qua là đối phương, chẳng muốn đi quản a. Bất quá, Tần Trần ngược lại đối này Tư Đồ Chân càng thêm kính nể, có khả năng làm đến đối với mình như thế cái hạ tứ vực đệ tử, cùng đang các thế lực lớn Lăng gia người xử lý sự việc công bằng, phách lực này cũng không. Tất cả mọi người tán đi, nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày trời sau, lại tiếp tục xuất phát. Tư Đồ Chân phất tay nói. Mọi người lúc này tản ra đến, chỉ có Lăng Nghĩa cùng Lăng Viễn Nam gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong con ngươi lấp lánh âm lãnh sát ý. Tần Trần lại nhìn cũng không nhìn hai người một cái, lười để ý đối phương. Lăng Viễn Nam cùng Lăng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nhưng Tư Đồ Chân đều nói như vậy, hai người bọn họ cũng không có thể công nhiên làm trái Tư Đồ Chân mệnh lệnh, dù sao lần này dẫn đầu là Tư Đồ Chân. Coi là Tư Đồ Chân nói đỡ cho hắn, bản thân là có thể bình yên vô sự sao? Quá ngây thơ, kế tiếp chờ coi, thật sự cho rằng Tư Đồ Chân có khả năng thẳng che chở hắn à. Hừ lạnh một tiếng, hai người xoay người rời đi. Trần Thiếu. Đợi đến Lăng Viễn Nam nhóm sau khi rời đi, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo kích động đi tới Tần Trần bên cạnh. Ngươi có thể không có việc gì, rõ là quá tốt. Hai người có chút hưng phấn, Tần Trần một thân một mình xông vào cổ ngu giới chỗ sâu, bọn họ đều là Tần Trần lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Tần Trần bình yên vô sự, mỗi cái thở phào. Ba người bọn hắn cùng nhau đến từ hạ tứ vực, nếu là không nâng đỡ lẫn nhau, chỉ sợ cũng không ai coi trọng bọn họ. May mắn mà thôi. Tần Trần cười cười, nói, hai người các ngươi cũng đột phá võ hoàng tu vi. Không tệ a, hơn nữa dường như khí tức còn không yếu, hẳn là ngưng luyện không ít không gian đạo tắc chi lực chứ. Diệp Mạc cười nói, may mắn Tư Đồ Chân đại nhân bọn họ ở chỗ này, không gian chi lực không gì sánh được nồng nặc, ngưng luyện tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh, hơn nữa còn có không gian chi tinh gia trì, trừ cái đó ra còn có kia huyết tinh, ta và Nghiêm Xích Đạo tuy là tu vi thấp, nhưng là phân đến mấy khỏa, đúng, ta chỗ này còn có một khỏa. Trần Thiếu ngươi có thể cầm, này huyết tinh thật có không nhỏ công hiệu. Ta chỗ này cũng còn lại một khỏa, Trần Thiếu ngươi có thể thử xem. Nghiêm Xích Đạo cũng vội vàng theo trên thân xuất ra một cái huyết tinh. Tần Trần cũng không có tiếp nhận, tuy là những ngày gần đây, hắn cũng không có tận lực đi tìm nguyên thú tinh khí, nhưng là kích sát một ít nguyên thú tinh khí, chỉ bất quá vẫn không có thời gian luyện hóa mà thôi, trên thân huyết tinh không nhiều lắm, nhưng chừng 10 khỏa vẫn có. Đương nhiên hiện tại, hắn cũng không khả năng đem huyết tinh lấy ra đưa cho hai người, bởi vì hắn chỉ cần vừa lấy ra, liền đại diện trước nói là giả. Hắn có chém giết nguyên thú tinh khí thực lực, nếu không không có lấy được huyết tinh. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo vừa định nói cái gì nữa, thấy có người tới gần sau, lập tức liền im lặng. Người đến cũng là Âu Dương Nana, nàng hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, cười nhạt một câu, ừ nghĩ không ra như ngươi vậy đều có thể sống, ta hiện tại biết nhị bá vì sao để cho ta chiếu cố ngươi, nhìn ngươi nhân thủ này đoạn không sai, thiên phú cũng rất mạnh, khó trách có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi không sẽ là đặc biệt tới nói với ta cái này chứ? Âu Dương Nana hừ một tiếng nói,
Thế ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, hiện tại Lăng Quân chết, Lăng Viễn Nam cùng Lăng Nghĩa sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Sở dĩ tiếp đó, ngươi tốt nhất tận lực đi theo Tư Đồ Chân Đại Nhân, nếu như Tư Đồ Đại Nhân không ở, ngươi cũng có thể đi theo ta tới bảo đảm ngươi an toàn. Ha ha! Tần Trần tức khắc cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Âu Dương Nana có một ít tức giận. Ta nói Âu Dương Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao đột nhiên cải biến thái độ? Không sẽ là coi trọng ta đi. Tần Trần cười híp mắt nói, trên con mắt hạ nhìn Âu Dương Nana, ánh mắt tại nàng uyển chuyển vóc người phía trên liên tục lướt động, đặc biệt tại nàng hùng vĩ hai tòa sơn phong trước, dừng lại lâu một hồi. Không thể không nói, này Âu Dương Nana lớn còn là rất không tệ, khí chất cũng có, vóc người cũng hết sức thước tha, trừ có một ít đại tiểu thư tính khí ở ngoài, đều gọi là lóa mắt, khó trách sẽ có không ít người truy cầu cùng nàng. Ngươi! Âu Dương Nana tức đến khí sắc đỏ lên, Tần Trần sắc mị mị bộ dáng, Âu Dương Nana hận không thể đem hắn hai cái con ngươi tử đều cho đào xuống tới. Chính ngươi liền tìm đường chết đi. Tức giận hừ một tiếng, Âu Dương Nana tức giận rời khỏi. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo xem có một ít há hốc mồm, nhân gia Âu Dương Nana đều chủ động đi lên giao hảo, có Trần Thiếu cử động này, cũng quá làm người ta bất ngờ. Tần Trần miết miết miệng nói, loại này đại tiểu thư, ai biết ôm tâm tư gì, vẫn là bớt chọc là được. Hắn trở lại Đan Cát, cũng chỉ là một thân phận mà thôi, nếu quả thật thẳng đi theo Âu Dương Nana, ngược lại bất tiện hành động. Đi tới sơn cốc khắp ngõ ngách, Tần Trần bắt đầu thu nhận này huyết tinh trong năng lượng. Vù vù. Khi hắn chân nguyên bọc lại này huyết tinh thời điểm, tức khắc một cổ nồng nặc khí lưu màu đỏ ngòm tiến nhập Tần Trần thân thể. Cổ khí lưu này ẩn chứa một cổ năng lượng đặc thù, có thể cải tạo võ giả thân thể làm võ giả tế bào phát sinh lột xác, thân thể lấy được đề thăng. Vậy mà thật có hiệu. Tần Trần có một ít khiếp sợ, đương chi trước người khác nói này huyết tinh có thể đề thăng thân thể tu vi thời điểm, hắn thật cũng không thế nào để ý. Bởi vì một món bảo vật, còn nửa công hiệu, cũng nhất định có cực hạn, hắn tu luyện bất diệt thánh thể, là vũ vực cao cấp nhất công pháp luyện thể, bản thân thân thể tu vi cũng đã cực đáng sợ, này huyết tinh cường thịnh trở lại, có thể đề thăng hắn bao nhiêu? Nói không chừng chỉ là có chút hời hợt công hiệu mà nói. Nhưng bây giờ, Tần Trần khiếp sợ, này không phải hời hợt công hiệu, trước tại lôi kiếp cải tạo xuống, phản phất đã đạt đến cực hạn. Này nguyên thú tinh khí công hiệu thật không ngờ kinh người. Tần Trần lập tức trợn to hai mắt, không hổ là tương đương với ma chủ cấp bậc nguyên thú tán tràn ra đến tinh khí. Tần Trần ngay từ đầu còn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, hắn lay động. Hắc hắc hắc, chủ nhân, hiện tại biết đạo nguyên thú tinh khí lợi hại không? Khô Lâu Đà chủ dường như cảm ứng được Tần Trần khiếp sợ, cười hắc hắc nói, để nếu như không có điểm công hiệu, nguyên thú tại ta dị ma đại lục, sao lại trọng yếu như vậy? Đáng tiếc chính là quá ít điểm, nếu có đầy đủ nguyên thú tinh khí, bản tọa tu vi là có thể khôi phục được càng nhanh, hơn sao lại giống bây giờ, suốt ngày bế quan, còn khôi phục chậm như vậy. Đi, ngươi là tốt hơn bế quan đi, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, này cổ ngu giới trong còn sợ không chiếm được chỗ tốt. Nếu như không phải ngươi tu vi quá yếu, bản thiếu sao lại như thế kiên kỵ những phiêu miểu cung đó gia hỏa. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Ta! Khô Lâu Đà chủ tức khắc nói không ra lời. Bất quá hắn cũng buồn bực rất, vốn cho là mình tại Trấn Ma Đỉnh trong tu luyện, tốc độ khôi phục cực kinh người, sớm muộn gì có khả năng tránh ra khỏi Tần Trần khống chế. Có bây giờ thấy Tần Trần tốc độ đột phá sau, hắn cũng không lời, hắn là trực tiếp tại Trấn Ma Đỉnh trong khôi phục tu vi, mà Tần Trần là ở tu luyện, nhưng hắn tốc độ khôi phục cũng chỉ là cùng Tần Trần tốc độ tu luyện không sai biệt lắm, Tần Trần tốc độ tu luyện thực sự cũng quá biến thái một điểm. Bị ngăn trở hắn, lúc này cũng không nói chuyện, cắn răng, tiếp tục bắt đầu bế quan. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tại mau chóng trong thời gian khôi phục lại bát giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bằng không sau này mình chẳng phải là hoàn toàn không có tác dụng. Cũng may, hắn mơ hồ cảm giác được, mình cũng liền mấy ngày nay, liền có thể sẽ có chút đột phá, tu vi lại tăng lên nửa một đoạn. Tần Trần tiếp tục thu nhận trên thân huyết tinh, hắn động tác hết sức cẩn thận, cũng không bị kẻ khác phát giác. Hơn nữa hắn thu nhận tốc độ cực nhanh, nửa nén hương thời gian, một viên huyết tinh lại hấp thu xong. Một viên, hai viên, năm viên, mười viên. Sau gần nửa ngày, Tần Trần đem trên thân hơn 10 khỏa huyết tinh hoàn toàn hấp thu xong, hắn lập tức cảm giác được,
bản thân thân thể cường độ dường như đề thăng một đoạn, bất diệt thánh thể cũng dựa vào cái này đề thăng tới lục trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu, chính là thất trọng. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít kích động, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần có nhiều đủ huyết tinh thu nhận, hắn thậm chí có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn, đem bất diệt thánh thể đề thăng tới tầng thứ 7. Bất diệt thánh thể quá trình tu luyện luôn là cực thống khổ, đối thân thể là một loại hành hạ to lớn, mỗi một trọng đột phá đều có thể trải qua thật lớn thống khổ, hơn nữa cần tiêu hao nhiều tài liệu, tuyệt đối không thể đơn giản đột phá. Tần Trần nguyên bản còn đang vì mình như thế nào đột phá tầng thứ 7 mà nhức đầu. Nhưng bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác, chỉ cần mình có đầy đủ huyết tinh là có thể một cách tự nhiên đột phá tầng thứ 7. Thất trọng bất diệt thánh thể, nghe đồn kiếp trước vũ vực trong mạnh nhất một tên luyện thể cường giả, cũng chỉ là đem bất diệt thánh thể tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Đó là võ đế cấp bậc thân thể cường độ, mà bản thân chỉ cần đầy đủ huyết tinh là có thể đạt đến. Tần Trần lập tức kiềm chế hạ kích động, hít sâu một hơi, xem ra chính mình tiếp đó phải nhiều hơn cần tìm những thứ này nguyên thú tinh khí. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, đan các đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tại Tư Đồ Chân dưới sự hướng dẫn, đan các đội ngũ chia làm mấy tổ, khắp nơi tìm kiếm huyết sắc dị thú cùng tìm kiếm không gian chi tinh, đồng thời cũng thu nhận trong thiên địa không gian chi lực, tiến hành tu luyện. Mỗi người đều vô cùng phong phú. Tần Trần cùng Diệp Mạc đám người mặc dù là mới vừa đột phá võ hoàng, tu vi thấp, nhưng nếu là có thu lấy, cũng có thể chia được một định song chỗ, chỉ là đối Tần Trần mà nói, như vậy tốc độ thật sự là quá chậm. Chớp mắt đi qua nửa tháng, Tần Trần bố trí đến 2 viên không gian chi tinh cùng 2 viên huyết tinh, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo tự nhiên cũng đều đồng dạng, hai người đều là hưng phấn không thôi. Có Tần Trần nhưng trong lòng thì mơ hồ có một ít nôn nóng. Cũng không biết Phiêu Miểu cung người khi nào có thể phá ra cấm chế, không có Đại Hắc Miêu nói là gạt người chứ. Nếu như đối phương phá tan cấm chế sau, trực tiếp tiến nhập bên trong, căn bản không kêu gọi khác thế lực người làm sao bây giờ. Ở chỗ này, Tần Trần mỗi ngày đều đang diễn trò, rõ ràng có thực lực, cần phải sắp xếp yếu đuối, thật sự là có một ít cực lực. Nhưng đến đều đến, Tần Trần chỉ có thể kiên trì chờ đợi, chỉ là có cơ hội thời điểm, liền trong bí mật đem mọi người đi mảnh khu vực kia lĩnh. Một tháng, nửa tháng, hai tháng. Ngay Tần Trần nhanh chóng chút nhẫn nại không được thời điểm. Một tiếng ầm vang, một ngày nào đó, toàn bộ cổ ngu giới tức khắc phát ra thật lớn tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, Tần Trần cũng trước tiên nhìn về phía tiếng nổ truyền đến chỗ, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hỗn loạn vết nứt, nơi xa chân trời trong, một tòa mênh mông đại lục mơ hồ hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Đại lục này, nhất phiến tiên khí quanh quẩn, hết sức lờ mờ, giống như gần ngay trước mắt, lại phản phất xa cuối chân trời. Phát sinh cái gì? Này cổ ngu giới trong làm sao đột nhiên xuất hiện nhất phiến đại lục? Này, chưa từng nghe nói qua cổ ngu giới chỗ sâu còn có một tọa đại lục tồn tại. Bên trong đã có cái gì? Không chỉ có là Tần Trần bọn họ, hắn tại cổ ngu giới chỗ sâu tu luyện cường giả, bất kể là chừng, đều cảm thụ được cổ ba động này, chứng kiến trên bầu trời mảnh mênh mông đại lục, từng cái lay động không hiểu. Tư Đồ đại nhân, đang các người cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, tất cả đều nhìn về phía Tư Đồ Chân. Các ngươi tất cả mọi người, đều đi theo ta, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Tư Đồ Chân không chút do dự liền ra lệnh. Đi. Sư. 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 Vô số lưu quang lướt trên, đều hướng mênh mông đại lục chỗ, bạo lướt đi. Tần Trần ẩn giấu ở trong đám người, cũng âm thầm khiếp sợ, hắn thẳng suy đoán Phiêu Miểu cung phá giải mảnh cấm chế trong, đã có cái gì, các loại ý nghĩ đều có, nhưng làm sao cũng không đoán ra được, lại sẽ nhất phiến mênh mông như vậy đại lục. Thật sự là làm người ta ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở mảnh cấm chế trước, Phiêu Miểu cung cùng hơn 20 tên hắc y nhân, cũng đều lay động nhìn phía trước một mảnh kia đại lục. Cổ ngu giới trong, tại sao phải có như thế nhất phiến đại lục? Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt lay động nói ra, trước mắt phiến đại lục, đen kịt thâm trầm, cho nàng một loại hết sức hoảng sợ cảm giác, chỉ là xa xa nhìn lại, liền hô hấp không khoái. Hắc hắc, mảnh đại lục này, là cổ ngu giới trong hạch tâm chi địa, cổ ngu giới liên thông một cái khác mặt tiếp xúc, bản tọa lúc trước theo như lời võ đế cơ duyên, lại trên phiến đại lục này. Hắc y nhân liếm liếm đầu lưỡi,
Trong ánh mắt toát ra sâu kín quang mang, vạn phần cuồng nhiệt. Hồng Nhan Võ Hoàng, chờ ngươi sau đó tiến nhập phiến đại lục, ngươi sẽ biết được. Hắc Y Nhân cười quái dị nói, kể tại tảng lớn trong đại lục, thiên địa sức mạnh quy tắc so với vũ vực càng thêm rõ ràng, cùng loại cổ ngu giới cùng vũ vực tại không gian chi lực thượng sai cách. Tại cổ ngu giới trong, võ giả rất dễ dàng cảm ngộ không gian áo nghĩa, ngưng luyện không gian chi lực. Mà ở trên phiến đại lục này, cái gì? Trong cái đại lục này pháp tắc chi lực hết sức rõ ràng, tương tự với không gian chi lực tại cổ ngu giới. Hồng Nhan Võ Hoàng giật mình. Cửu Thiên Vũ Đế sở dĩ khó tu luyện thành công, chính là pháp tắc chi lực cảm ngộ quá khó khăn, hắn hư vô mờ mịt, không đoán ra. Nhưng nếu như phiến đại lục trong pháp tắc chi lực hết sức rõ ràng, tương tự với không gian chi lực ở nơi này cổ ngu giới, tu luyện độ khó lập tức sẽ hạ thấp ít nhất mấy lần, như vậy, cảm ngộ pháp tắc chi lực sẽ biến phải hết sức dễ dàng. Khó trách này Hắc Y Nhân nói cấm chế trong có thành tựu võ đế cơ duyên. Thế nhưng, mảnh đại lục này tuy là xuất hiện, vẫn như trước ẩn nấp tại trong hư không, lơ lửng không cố định, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào phiến đại lục trong. Hồng Nhan Võ Hoàng cau mày nói. Trước mắt mảnh đại lục này, tuy là hết sức rõ ràng, có Hồng Nhan Võ Hoàng nhưng căn bản tìm không được đi tới thông đạo, hắn phản phất thảm nạm tại trong hư không một dạng cùng mọi người ở vào hai cái thế giới khác nhau. Hắc hắc, Hồng Nhan Võ Hoàng, ngươi trước sốt ruột, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có phương pháp đi vào. Hắc Y Nhân quái tiếu, bất quá ta chờ chỉ sợ cũng không thể chờ các ngươi. Có ý gì? Hồng Nhan Võ Hoàng sửng sốt. Đã thấy nhóm người này Hắc Y Nhân, từng cái trong tay đều xuất ra một cái thẻ ngọc màu đen, ngọc giản mới vừa để lộ tại trong hư không, lập tức liền bốc cháy lên. Sau đó, này hơn 20 tên Hắc Y Nhân vậy mà thẳng tắp bay lên không lên, hướng nơi xa trong hư không đại lục vượt qua đi, ngọc giản thiêu đốt mà tạo thành khí tức, cùng đại lục phản phất đạt thành một loại nào đó liên hệ, tạo thành một cây cầu lương, tiếp dẫn nhóm người này Hắc Y Nhân. Hồng Nhan đại nhân. Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người đều kinh hãi, đám này Hắc Y Nhân nói đi là đi, phá tan cấm chế sau, cư nhiên bản thân trực tiếp tiến nhập đại lục, đem các nàng một đám người nhưng lưu lại, quá phận. Chư vị, không cần phải lo lắng, chỉ cần kiên trì chờ đợi, tự có tiến nhập đại lục phương pháp, bao gồm vị tiến nhập đại lục sau, chúng ta tự nhiên sẽ cùng chư vị liên lạc, chư vị cũng đừng quên nữ đế đại nhân cho chư vị mệnh lệnh. Hắc Y Nhân âm lãnh thanh âm vang lên, kể chúng ta ở đó, xin đợi chư vị đại giá. Giọng nói rơi xuống, nhóm người này Hắc Y Nhân lại triệt để biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại nhân, Hồng Nhan đại nhân, Tiêu Miểu cung một đám võ hoàng đều không cam lòng. Thiên Phỉ Võ Hoàng càng là cắn răng nói, kẻ đám này Hắc Y Nhân cũng không biết lai lịch ra sao, quá phận, cung chủ đại nhân vì sao phải để cho chúng ta nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Đúng vậy a, nói đi là đi, một điểm giải thích cũng không có. Hồng Nhan Võ Hoàng cũng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, kẻ cũng không cần nói, chư vị chẳng lẽ đều quên cung chủ đại nhân mệnh lệnh sao? Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người nhất thời câm như hến. Sư. Này. Lúc, các thế lực các cường giả cũng đều đến, nhìn đến đây Hồng Nhan Võ Hoàng đám người sau, tức khắc cả kinh. Là Phiêu Miểu cung người. Chẳng lẽ mảnh đại lục này là Phiêu Miểu cung người phát giác? Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Huyết mạch thánh địa, Vụ Ẩn Môn, Thanh Đế Sơn, Khí Điện, Cổ Phương Giáo, Long Gia, Trường Hà Tiêu Gia, Tử Ma Giáo, Thiên Quỷ Tông, Đằng Gia, Huyễn Ma Tông, các thế lực lớn cường giả đều đến, từng cái cảnh giác thêm lay động nhìn đỉnh đầu đại lục. Sư Đang các một đám người, cũng ở đây Tư Đồ Chân dưới sự hướng dẫn đến. Ầm. Tại Đang các đến sau, Hiên Viên Đế Quốc người, cũng theo tới. Hồng Nhan Võ Hoàng, đột nhiên này xuất hiện đại lục đến là chuyện gì xảy ra? Kim Thân Vũ Hoàng các bằng huy nghe nói Phiêu Miểu cung người là người thứ nhất xuất hiện ở nơi này, lập tức cau mày hỏi. So sánh ban đầu ở cổ ngu giới bên ngoài, cơ hồ mỗi cá nhân trên người khí tức đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tỉ như các bằng huy đám người, mới qua thời gian một năm mà thôi, trên thân khí tức lại phản phất đề thăng nhiều, quanh thân không gian chi lực phản phất ngưng luyện thành thực chất. Ở nơi này cổ ngu giới trong, tu vi càng mạnh, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hồng Nhan Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Kim Thân Vũ Hoàng các bằng huy một cái. Hồng Nhan Võ Hoàng,
bọn ngươi dù sao cũng là đầu tiên đi tới nơi này, chúng ta chưa từng nghe thấy này cổ ngu giới trong còn có như thế nhất phiến đại lục, dù thế nào cũng sẽ không phải tùy tiện xuất hiện đi. Đúng vậy, mảnh đại lục này xuất hiện hết sức khác thường, trong đã có cái gì? Cổ ngu giới tạo thành, vốn là thiên vũ đại lục nhất đại bí ẩn, hẳn là cùng đại lục này, có nhất định liên hệ. Có khả năng, này đại lục, chẳng biết tại sao mà, xa xa nhìn lại, lại làm cho bọn ta vạn phần sợ hãi, bên trong đã có cái gì? Các thế lực cường giả cấp cao nhất đều mở miệng, ngay cả Tư Đồ Chân cũng mở miệng hỏi, thần sắc nghiêm túc. Cái này quan hệ đến chư vị thiết thân lợi ích, tự nhiên không người chậm trễ, đặc biệt loại này đột nhiên xuất hiện bí địa, tại cái gì bí cảnh trong một khi xuất hiện, thường thường liền dẫn kinh người kỳ ngộ, ai cũng không muốn bỏ qua. Chỉ có biết ngọn nguồn tầng trần, lúc này ánh mắt nhưng ở nghi hoặc tìm kiếm, đám kia hắc y nhân đi nơi nào? Nơi đây, nguyên bản có một cấm chế, chúng ta cũng là vô tình đi ngang qua nơi đây, sau khi mở ra, lại phát hiện xuất hiện này nhất phiến thần kỳ đại lục, còn hắn, chúng ta cũng không biết. Mạch đối nhiều như vậy thế lực hỏi, Hồng Nhan Võ Hoàng lạnh lùng nói. Như thế nào mới có thể tiến nhập mảnh đại lục này? Huyết mạch thánh địa dẫn đầu dò hỏi. Ngươi hỏi ta như thế nào biết được? Bổn Hoàng nếu là biết rõ làm sao tiến nhập mảnh đại lục này, há lại ở chỗ này không công chờ? Hồng Nhan Võ Hoàng ngữ khí tuyệt không vui vẻ. Không có. Cách làm, đám này hắc y nhân trực tiếp chạy trốn, chỉ để lại nàng ở chỗ này, trong lòng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mọi người cũng là bất đắc dĩ, cũng đúng, nếu như Phiêu Miểu cung người biết như thế nào tiến nhập mảnh đại lục này, khẳng định trước tiên liền đi vào, đoạn không có ở tại chỗ này. Sau đó, các đại thế lực môn đều ở đây tìm kiếm phương pháp đi vào. Các loại phương pháp đều thử nghiệm một lần, có phiến đại lục, phản phất ẩn nấp tại hư không vô tận chỗ sâu, căn bản là không có cách tới gần. Có lẽ, có võ đế cường giả ở đây, có thể thử nghiệm xuyên qua hư không tiếp cận thử xem, nhưng đáng tiếc trên sân mọi người, đều là võ hoàng, hiện nay cũng đều làm không được hư không xuyên qua. Tại tất cả mọi người có chút gấp nóng là lúc. Vù vù. Đột ngột, theo đại lục phía trên, bỗng dưng dọc theo một đạo thải hồng. Tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, đây cũng không phải là bình thường thải hồng, chẳng những một đường cửu thải, hơn nữa một đầu liên tiếp cổ ngu giới, một đầu khác cũng là liên tiếp trong hư không đại lục. Thải hồng lộ. Chẳng lẽ là tiến nhập phiến đại lục thông đạo? Mọi người đều vui vẻ nói. Ta tới thử xem. Sư. Lúc này có một tên tới gần võ hoàng trước tiên tiến lên, trực tiếp bước trên thải hồng con đường. Này thải hồng con đường hết sức bao la ít nhất. Có rộng 10 trượng, không biết dài bao nhiêu, lan ra hướng hư không phần cuối, có võ hoàng vừa mới đạp lên, lại như là đạp trật một dạng trọng trọng ngã xuống, trực tiếp ném như chó gặm cứt. Một cái võ hoàng sẽ chân trật,